nửa đêm giá lạnh bỗng nghe âm một tình thương trong tim, sương rớt trên vai qua ngõ hôn trái vào lòng đêm dài gác. Xin chào tất cả quý các bạn đam mê audio trên mọi miền đất nước nhé. Hôm nay em lên sóng giới thiệu các bác bộ sàn rất là VIP của bản hãng Sanier nhé. Bộ sàn mang thương hiệu Sanier Modem DA177 nhé các bác nhé. Chuyện làm rất hay đấy ạ. Tôi lại gặp anh người trai nơi chiến tuyến. Dòng này CD đọc đĩa rất ok anh em nhé. Và đặc biệt là radio phụ tần số 108 và tất cả các đài trên lãnh thổ Việt Nam ạ. Đến với phần chơi tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nghe một món quà âm nhạc đến từ Bảo Thư nhé. Các bạn đang nghe chương trình một radio ca khúc rất dễ thương có tên là radio Chiếc Bụng Đói, sáng tác của nhạc sĩ Tiên Cúc Kỳ do bé Bảo Thư thể hiện. Còn ngay bây giờ xin mời âm nhạc. Chương trình ca nhạc theo yêu cầu ạ. Em dò kênh khác này. Hàng sáng hoặc là hàng chiều các bác có thể nghe chương trình gọi là VOV giao thông nhé. Gọi là ăn uống, được gọi là nóc nhà của y tí. Sẽ là cái điểm ngắm biển mây, thì nó sẽ là một cái địa điểm rất là đẹp. Tần số 91 VOV giao thông nhé, hay là nó dò tần số 91 nhé. Các thầy cô giáo và bố mẹ lo lắng và tôi đã nhìn thấy những tủ sách bị khóa trái ở một CD này. CD đọc đĩa rất ok nha anh em nhé. Con này có chế độ tăng bass nữa. Và thông tin mua hàng các bạn liên hệ với em qua số điện thoại 0981150665 ạ. Xa nhau đã cách xa rồi ta.